Dạ xin mến chào quý vị, hiện tại mình đang có mặt tại vùng ngoài Quỳnh Tỷ không quý vị? Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị ha, một năm mới an khang thịnh vượng ha quý vị. Vạn sự như ý, vạn sự bình an lành an ha. Thì trước bữa hả mình cũng có bữa mùng 1 Tết mình có lên mình chia sẻ quý vị xem tham khảo phân biệt so sánh giữa cái giống bập và giống siêu bông ha quý vị. Thì cũng có một rất là nhiều cái khách hàng ha. Quý vị ha đã điện đến anh Tỷ ha, quý vị điện đến cho mình ha quý vị, thì cũng muốn mua lại cái giống bập này. Thì nhiều quý vị cũng đã muốn hỏi cái giống bập này như thế nào, cũng muốn mua để mà để lấy làm giống. Thì hôm nay mình cũng lên mình chia sẻ quý vị. Thì nói chung là ảnh bán, nhưng mà hiện tại cái giống này ảnh cũng chia sẻ với mình rồi là hết, tổng hết vườn chỉ có 5 cây quý vị, chỉ có 5 gốc bập à, nên anh không có bán bo hả quý vị, tại vì anh cũng đang nhân giống ra. Ví dụ quý vị muốn mua thì mua đứt nguyên một cây như vậy thì anh mới bán, chứ mà nếu mà tại vì cái bo thì quý vị cũng hiểu vấn đề kinh tế của anh em ha, anh cũng làm ra thị trường anh bán thị trường, mà quý vị lại tới xin bo cái điều đó thì mình nghĩ anh không thể nào anh cho hả quý vị, không phải ích kỷ. Nhưng mà quý vị muốn mua là đợi năm tới là mua, còn ví dụ quý vị muốn xin bo anh đợi năm tới, anh có nhiều giống ảnh bán ra thị trường là lúc đó quý vị muốn xin bao nhiêu bo thì anh cũng cho. Còn hiện tại bây giờ là quý vị muốn mua ít bo thì anh chắc anh cũng không bán. Ví dụ giờ quý vị muốn mua cây này anh Tỷ em muốn mua anh cây giống bắp thì cứ liên hệ với ảnh, thì ảnh bán nguyên cây chứ không có bán mà. À, quý vị thì cũng có nhiều cái đánh giá của quý vị ha, giữa cái giống bắp hay giống bập gì á, giữa giống bắp và siêu bông Sài Gòn không quý vị. Thì nhiều phần đánh giá của quý vị rất là nhiều ha, khen cái giống bắp này nó đẹp hơn cái giống siêu bông. Thì trong đó thì mình thì cá nhân mình không quý vị thì mình không biết, nhưng mà thực tế mình thấy cái bông nó đẹp, nó bự hơn siêu bông Sài Gòn. Nhưng mà riêng một số quý vị quan tâm đến thì quý vị cũng có nhiều khách hàng đánh giá cái giống bắp rất là đẹp quý vị, đẹp hơn siêu bông. Thì cái đường kính bông của nó là đúng, nếu mà nuôi chuẩn là khoảng 7 phân, 7 phân rưỡi không quý vị. Hiện tại cái này mới có mùa này quý vị, nhìn nhìn thấy kỹ ha, cái màu nhìn nó sắc lắm quý vị. Ý là cái này mới có 9 tháng không quý vị mùa, hiện tại cái mặt bông này 7 phân không quý vị. Thì mọi nói chung là cái giống nào cũng đẹp, mỗi người có cái nét đẹp riêng không quý vị, chứ không phải gì mình nói mình chơi siêu bông ha. Thì nhưng mà cũng có một số, nói chung là mỗi cái giống nó có cái nét đẹp khác nhau, với mỗi cái người chơi thì mỗi người thích cái giống nào chứ không phải ai giống ai không quý vị. Nhưng mà thì bữa hôm mình cũng có lên cũng khá nhiều cái sự đánh giá của đến quý vị quan tâm về cái giống bập này ha. Thì nay mình cũng chia sẻ gửi lại cho quý vị ha, để chứng minh ha quý vị. Ở vườn ảnh hiện tại có 5 cây quý vị. Còn cái giống từ giống bập á, thì ảnh cũng không biết như thế nào đặt cái tên, thì mình nghe cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà tại vì ảnh thấy cái bông nó bự ha quý vị, giống như bông bập thì ảnh kêu giống bập thôi. Có thể là sau này anh thể đổi cái một cái tên nào cho nó khá hay hay ha quý vị. Bây giờ mình sẽ hái cái bông giống bập hồi nãy ha quý vị, mình cầm trên tay ha. Bây giờ mình qua mình so sánh với một lần nữa với cây bông siêu bông Sài Gòn hả quý vị. Thì trong cái chậu SB là siêu bông hả quý vị, thì cái siêu bông Sài Gòn nói chung là bông của anh thì anh cũng hai hai cái cũng ngang ngửa, anh nuôi một mùa hả quý vị. Nhưng mà cái so với mức bông bự hả quý vị thì nó không có bằng, kể cả cái độ màu ha, với những cái cánh ha quý vị. Đây thì mình kiếm những cái bông nào đẹp ha, đó quý vị ha, so sánh ha. Tại vì cái bông Sài Gòn này không biết là anh nuôi có chuẩn cho đây, trong đây mình cũng thấy có một hai bông đẹp quý vị, nhưng mà thực tế nè nó chênh lệch quá nhiều quý vị. Đây
nhiều lắm là mùng 8 Tết quý vị. Hôm nay là cũng chuẩn bị cắt con tàn lại ha quý vị. Siêu bông. Mình thấy cần đói ha. Để mình kiếm một cây siêu bông nữa quý vị. Đó là Thủ Đức. Rồi. Đây cây giống gốc nè quý vị. Cái nè. Đó, giống bắp nè quý vị. Đây để mình qua cây siêu bông này quý vị. Đây cũng là cây siêu bông này quý vị. Cây siêu bông nè, quý vị nhìn thấy ha. Cây siêu bông này nói chung là bông nó bự nhưng mà thực tế nhìn ở ngoài thực tế nó không có bự bằng ha quý vị. Nè. Đây vô siêu bông nè quý vị. Cây siêu bông nè. Đây cho quý vị coi kỹ ha. Rồi qua thêm bên đây cây siêu bông nữa. Con. Đây quý vị. Đây cây siêu bông nè. Mình thấy cây siêu bông này chỉ có ba một bông là bự mà thật tế nó cũng không bự bằng cái giống bắp ha. Như quý vị nhìn thấy cái những cái độ hở đó ha quý vị, những cái cánh ha trên đây nó vẫn hở còn cái siêu bông à ha. Còn cái giống bắp nè, nó không có cái độ hở. Ủa, quý vị nhìn những cánh siêu bông nè ha. Đây những cánh siêu bông nè, nó vẫn còn cái khe hở, còn cái giống bắp là nó không có khe hở ha quý vị. Quá đẹp quý vị. Chưa đang quay cái gì ạ? Siêu bông quá vậy, nó rực hết luôn. Cái này mà nếu mà nó trổ mà đồng loạt cái nó mà rộ cây ổi cây giống búp chứ quý vị. Cây giống búp này mà nó rộ một cái thôi, năm tới là quý vị, năm tới mình sẽ lên review. Nói chung là siêu bông nó cũng đẹp quá vậy, nhưng mà thật tế thì cái bông nó nhỏ nhưng mà cái cánh nó không khít bằng. Nói chung thì mỗi người có cái sở thích khác nhau quý vị, với mỗi cái giống thì nó cũng có nét đẹp khác nhau. Nói chung là quý vị thích cái giống nào thì mình cảm nhận giống nó đẹp chứ mình không có phân biệt không quý vị. Nhưng mà mình để cho quý vị so sánh ha, cũng có nhiều khách hàng đã đánh giá về cái giống búp ha quý vị.